Đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh cho biết lượng khách đến tham quan, mua sắm vào dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương tăng cao khoảng 20-30% so với ngày cuối tuần bình thường. So với cùng dịp này năm ngoái, lượng khách đến mua sắm cũng tăng khoảng 10-30%. Năm nay dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương rơi vào giữa tuần nên nhiều gia đình lựa chọn tham quan, mua sắm ở gần nhà thay vì đi du lịch xa. Trong dịp nghỉ lễ này, các siêu thị, trung tâm thương mại sẽ áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu lớn, trong đó tập trung vào các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu, hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP. Tại siêu thị Co-op Biên Hòa, lượng khách mua sắm tại siêu thị trong ngày nghỉ lễ tăng khoảng 20-30% so với cùng dịp này năm ngoái. Tương tự, nhu cầu mua sắm giải trí vào dịp nghỉ lễ này tại Lotte Mart tăng 20-30% so với dịp cuối tuần. Dịp này, siêu thị có áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi để thu hút khách đến tham quan, mua sắm.